Vâng, và xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề ngành hàng trong xu hướng hội nhập. Và trước khi bắt đầu buổi tọa đàm thì xin kính chúc cho tất cả quý vị có một ngày thật tốt lành và thật nhiều sức khỏe. Quý vị thân mến, ngành hàng sẽ có vai trò đặc biệt quan trọng trong sản xuất cơ khí, góp phần tạo ra những máy móc thiết bị để cung cấp cho các ngành kinh tế khác. Và trong thời kỳ hội nhập toàn cầu như hiện nay, thì song song với việc thường xuyên cập nhật những công nghệ tiên tiến, thì việc đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế cũng là một điều vô cùng tối ưu. Và buổi tọa đàm ngành hàng trong xu hướng hội nhập ngày hôm nay sẽ là diễn đàn để cập nhật thông tin và trò chuyện với các chuyên gia hàng đầu trong nước và ở châu Á. Và sự kiện sẽ nằm trong khuôn khổ triển lãm trực tuyến Metalab Việt Nam, triển lãm công nghiệp hỗ trợ 2020. Và trong khuôn khổ buổi tọa đàm ngày hôm nay, nếu quý vị chúng ta có những câu hỏi thì quý vị vui lòng gửi đến cho chúng tôi thông qua mục Q&A trên màn hình Zoom của tất cả quý vị. Và những câu hỏi đó sẽ được chúng tôi tổng hợp và gửi lại phản hồi cho tất cả quý vị sau chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, để tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu chủ tọa chương trình, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thu Quý, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có những khách mời để tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Hạnh, trưởng môn hàng, trưởng bộ môn hàng công nghệ kim loại, Viện Cơ khí Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Hàng Việt Nam. Xin được giới thiệu ông Lê Huy Cẩm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Citywell, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khoa học Kỹ thuật Hàng Việt Nam. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, trưởng nhóm nghiên cứu công nghệ hàng, phòng thí nghiệm hàng Murata Osaka, Nhật Bản. Và quý vị thân mến, để buổi tọa đàm ngày hôm nay được bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng đến với bài phát biểu đầu tiên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Hạnh với chủ đề đào tạo nguồn nhân lực hàng theo tiêu chuẩn quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Và ngay bây giờ thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về màn hình. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Bùi Văn Hạnh, trưởng bộ môn hàng và công nghệ kim loại, Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau đây tôi xin trình bày cái báo cáo của tôi về cái chủ đề đào tạo nguồn nhân lực hàng theo tiêu chuẩn quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Về bối cảnh, thứ nhất là hội nhập quốc tế hiện nay đang xảy ra rất mạnh mẽ và quá trình toàn cầu hóa. Thứ hai là các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với các đối tác, tổ chức thương mại thế giới, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương, quỹ tiền tệ quốc tế hay là hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU. Thứ ba là Việt Nam thì cần phải tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Thứ tư là Việt Nam cần phải tham gia vào cái thị trường lao động quốc tế. Ở trên hình ở đây là cái mức lương của một người kỹ sư công nghệ hàng công tác tại Mỹ. Thì chúng ta thấy ở đây mức lương trung bình là khoảng 80.000 đô la một năm, tức là khoảng gần 2 tỷ một năm. Như vậy là cái hướng tới của chúng ta, cái đào tạo, cái nhân lực hàng tại Việt Nam, hướng tới của chúng ta là gì? Là chúng ta có thể đào tạo tại Việt Nam nhưng mà có thể làm việc ở bất kỳ nước nào trên thế giới với cái mức lương như là chính cái nước của họ. Với toàn cầu hóa là gì? Toàn cầu hóa do hóa thương mại thị trường. Toàn cầu hóa là cái tiến trình toàn cầu hóa về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và được đẩy nhanh bởi công nghệ tin học và viễn thông. Toàn cầu hóa bây giờ đã trở thành một xu hướng tất yếu của thời đại, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, khi một thế giới bao gồm đa dạng nhiều quốc gia, nhiều dân tộc với cái sự phức tạp về muôn màu của các nền kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và nền khoa học kỹ thuật khác nhau, thì toàn cầu hóa sẽ mở ra rất nhiều cơ hội và cũng rất nhiều thách thức không nhỏ. Vai trò của nguồn nhân lực đối với quá trình toàn cầu hóa. Trước đây thì sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc khá nhiều vào cái tài nguyên thiên nhiên của cái nước đó. Và người ta có thể khai thác dầu mỏ, khai thác kim cương, khai thác vàng, bán để tăng thêm cái nguồn quỹ dự phòng cho quốc gia đó. Nhưng tuy nhiên quan điểm đó ngày nay đã có những thay đổi. Theo các nghiên cứu gần đây,
Thì một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững thì phải dựa vào ba yếu tố cơ bản, đó là áp dụng công nghệ mới, phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực. Trong đó, yếu tố đầu tiên và cũng là động lực quan trọng nhất của sự tăng trưởng kinh tế bền vững đó chính là con người. Về tác động của toàn cầu hóa đối với nguồn nhân lực, toàn cầu hóa không chỉ là vấn đề của quốc gia, khu vực mà là công việc của từng cá nhân, của từng tổ chức, của từng doanh nghiệp. Họ chính là các cái chủ thể của quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra trên thế giới. Toàn cầu hóa đang tạo ra những yêu cầu, động lực, điều kiện để phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và nâng cao tay nghề, chuyên môn kỹ thuật. Vừa là điều kiện thuận lợi cũng vừa là thách thức lớn đối với Việt Nam trong cái lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Về thuận lợi, thứ nhất là toàn cầu hóa kích thích sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, đòi hỏi người lao động phải không ngừng nâng cao trình độ để theo kịp với sự phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu của công việc. Cái thứ hai là đối với số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có cái phương pháp quản lý tiên tiến, sử dụng công nghệ hiện đại ở trong và ngoài nước, qua quá trình làm việc họ đã học tập tiếp thu thêm về tay nghề, về năng lực quản lý và về phong làm việc hiện đại. Những bất cập trong cái việc đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay, thứ nhất là cái bất cập thứ nhất đó là chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật còn hạn chế. Hiện nay quy mô lao động qua đào tạo, chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật của nước Việt Nam chúng ta vẫn còn có khoảng cách khá lớn so với các nước có nền công nghiệp hóa và các nước phát triển. Cái năng suất lao động cũng như cái tay nghề lao động của chúng ta vẫn còn thua. Thứ hai là mất cân đối giữa cung và cầu lao động chuyên môn kỹ thuật. Nguồn nhân lực thì chưa xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và có ảnh hưởng theo yếu tố tâm lý, theo yếu tố trào lưu. Nhiều doanh nghiệp rất cần tuyển công nhân Hàn nhưng các trường dạy nghề không đủ đáp ứng vì số lượng sinh viên đăng ký rất ít. Tâm lý học đại học thì hơn là học nghề, mặc dù khả năng kiếm việc sau khi tốt nghiệp đại học thì không cao hơn so với sau khi tốt nghiệp các trường nghề. Và mức lương của công nhân nghề, đặc biệt là các công nhân lành nghề thì không thấp, thậm chí là còn cao hơn ở những cái trình độ cử nhân đại học. Về cái nguồn nhân lực Hàn quốc tế thì gồm có là kỹ sư Hàn quốc tế, công nghệ viên Hàn quốc tế, chuyên viên Hàn quốc tế, giám sát viên Hàn quốc tế và thực hành viên Hàn quốc tế. Thì cái nguồn nhân lực Hàn quốc tế này được đào tạo tại Việt Nam sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam để các doanh nghiệp Việt Nam đó tham gia đủ điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao được cái năng suất và chất lượng và nâng cao được và đạt được những cái yêu cầu của các cái chuỗi cung ứng toàn cầu, lúc đó mình mới có đủ điều kiện để tham gia. Thứ hai đó là cái nguồn nhân lực Hàn này sẽ tham gia vào cái thị trường lao động toàn cầu, không phân biệt quốc tịch, tức là không chỉ ở mức là xuất khẩu lao động mà chúng ta có thể nộp hồ sơ xin việc bất kỳ một quốc gia nào họ cần đến cái người kỹ sư Hàn, người chuyên viên Hàn quốc tế, miễn là anh có cái bằng đó. Mà không phải là, và mức lương thì mức lương có thể hoàn toàn như là dân bản địa mà không phải là theo kiểu là xuất khẩu lao động, thì ở mức lương thấp hơn. Đây là một cái ví dụ về tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu. Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam muốn xuất khẩu sang châu Âu trong lĩnh vực hàng kể cầu thép thì phải đạt được hai cái chứng chỉ, thứ nhất là ISO 3834, thứ hai là chứng chỉ EN 1090. Về cái chứng chỉ ISO 3834 thì ở Việt Nam đã có cái tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7506 là hoàn toàn tương đương. Cái ISO 3834 này thì yêu cầu chất lượng đối với hàng đóng giấy kim loại và hiện nay ở Việt Nam thì áp dụng tự nguyện mà không phải là bắt buộc. Và trong cái ISO này thì yêu cầu phải có điều phối viên về hàng, tức có một người về giám sát quản lý các công việc về hàng. Như vậy là để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang được châu Âu thì cái yêu cầu thực tiễn chúng ta phải có một cái nhân lực Hàn đạt chuẩn quốc tế ngay trong cái đơn vị đó. Đó, như vậy là gì? Như vậy là từ xuất phát từ cái yêu cầu thực tiễn mà cái nhân lực Hàn quốc tế cần phải có trong các cái doanh nghiệp. Cái thứ hai là cái doanh nghiệp đó phải đạt được cái chứng chỉ EN 1090. Thì từ tháng 7 năm 2014 thì các sản phẩm thép và nhôm xuất khẩu sang châu Âu thể phù hợp với cái tiêu chuẩn này, và khi đó khi đã phù hợp thì sẽ được cấp một cái dấu là CE, phải gọi là CE mark, thì lúc ấy mới được xuất khẩu vào châu Âu. Và khi hàng hóa của Việt Nam
về các cái cấu hàn ấy, cái sản phẩm hàn của Việt Nam ấy, xuất khẩu sang châu Âu thì chúng ta sẽ tạo nên được cái giá trị thẳng dư cao hơn, đồng thời cũng tạo nên được cái nhu cầu đầu ra cao hơn, và lúc đó là doanh nghiệp chúng ta là gì, vừa có thu được lợi nhuận, vừa có cái điều kiện để tăng trưởng phát triển. Về cái ISO 38-34 thì chúng ta hiểu là gì, viện hàn quốc tế cũng như cả cái tổ chức trên thế giới họ coi một quá trình hàn một quá trình đặc biệt, do đó cần phải kiểm soát chất lượng để nâng cao chất lượng cũng như là giảm bớt cái sự an toàn, cái rủi ro trong quá trình cái kết cấu hàn đó sử dụng. Hiện nay ở các nước công nghiệp phát triển, vấn đề kiểm soát chất lượng hàng được quan tâm đặc biệt đó. Và ở trên thế giới thì người ta sẽ áp dụng các cái tiêu chuẩn về ISO 38-34 là yêu cầu chất lượng đối với hàng đóng chai kim loại và các tiêu chuẩn khác là bắt buộc và được áp dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo thiết bị nhằm để kiểm soát chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn, giảm thiểu chi phí và nâng cao được năng lực cạnh tranh. Về các giải pháp để thực hiện việc đào tạo nhân lực hàng quốc tế trong thời kỳ hội nhập thì gồm có, thứ nhất là chúng ta phải trực tiếp tham gia một chương trình đào tạo của Viện Hàn Quốc tế IIW. Viện Hàn Quốc tế thì là một cái được thành lập vào năm 1948 và hiện nay thì gồm có 53 quốc gia thành viên trên toàn thế giới, và hàng năm thì đều có các cái quốc gia khác là xin tham gia đăng ký thành viên, và mỗi quốc gia thành viên thì được Viện Hàn Quốc tế ủy quyền có duy nhất một đơn vị được cấp bằng và có ít nhất là một đơn vị được ủy quyền là đơn vị đào tạo. Thì ở Việt Nam chúng ta thì là cái tổ chức được ủy quyền cấp bằng của Viện Hàn Quốc tế đó là Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Việt Đức, Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng Bộ Khoa Công nghệ. Còn tổ chức được ủy quyền đào tạo của Viện Hàn Quốc tế đó là Bộ Môn Hàn và Công nghệ Kim loại, Viện Cơ khí, Trường Đại học Hà Nội. Với cái chương trình đào tạo của Viện Hàn Quốc tế thì sẽ chia ra theo các cái cấp bậc. Đối với kỹ sư Hàn Quốc tế thì số giờ đào tạo là 448 giờ. Đối với công nghệ viên Hàn Quốc tế thì số giờ đào tạo là 369 giờ. Đối với chuyên viên Hàn Quốc tế thì 249 giờ. Và đối với thực hành viên Hàn Quốc tế thì 150 giờ. Và có chia thành 4 module và họ được phân bổ theo tùy theo từng cái cấp bậc học. Và khi chúng ta đào tạo cái nhân lực Hàn theo chương trình đào tạo Viện Hàn Quốc tế này thì sẽ được cấp cái bằng đó, và cái bằng này có giá trị trên toàn cầu. Cái giải pháp thứ hai đó là liên kết đào tạo nhân lực Hàn với các tổ chức, các hiệp hội Hàn các nước trên thế giới, ví dụ như là hiệp hội Hàn Mỹ hoặc là hiệp hội Hàn Nhật Bản. Thì cũng sẽ trước đây, cả năm trước đây, khi mà Việt Nam chúng ta chưa được ủy quyền cấp bằng, chưa được ủy quyền về đào tạo, thì các tổ chức, các đơn vị trong nước Việt Nam chúng ta đều thông qua các cái tổ chức, các cái hiệp hội Hàn nước ngoài để đào tạo nhân lực Hàn cho Việt Nam đạt chuẩn quốc tế. Về tổ chức thực hiện, thứ nhất về cái giải pháp thứ nhất, theo cái giải pháp thứ nhất tức là tham gia vào chương trình đào tạo của Việt Nam quốc tế, thì chúng ta như trước tôi đã nói là gì, là Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Việt Đức thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa Công nghệ ngày 8 tháng 7 năm 2019 đã được Viện Hàn Quốc tế cấp ủy quyền là đơn vị đào cấp bằng tại Việt Nam. Và ngày 1 tháng 9 thì Bộ Môn Hàn và Công nghệ Kim loại Viện Cơ khí Trường Đại học Hà Nội đã được ủy quyền là đơn vị đào tạo số 1 tại Việt Nam. Về cái tổ chức thực hiện về cái giải pháp thứ hai tức là liên kết đào tạo với các cái tổ chức, các hiệp hội Hàn trên thế giới, thì Bộ Môn Hàn và Công nghệ Kim loại Viện Cơ khí Đại học Hà Nội đã liên kết với Hiệp hội Hàn Nhật Bản nhằm đào tạo cái kỹ sư Hàn theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để cung ứng cho cái thị trường của Nhật Bản, thị trường của Việt Nam và các nước khác. Cái báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin mời quý vị và các bạn đặt câu hỏi vào cái thời gian hội thảo, thời gian trao đổi sau đây. Quý vị vừa đến với phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Hạnh và xin được cảm ơn những phần chia sẻ vừa rồi. Và quý vị thân mến, để tiếp tục cho buổi tọa đàm ngày hôm nay thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón chủ tọa chương trình ngày hôm nay, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thu Quý. Và cậu xin được mời anh lên sân khấu luôn ạ.
Dạ, thì rất là vui khi được chào đón anh quý đến với buổi tọa đàm chia sẻ ngày hôm nay. Và hy vọng là trong buổi tọa đàm này, anh sẽ chia sẻ đến cho tất cả quý vị đang tham dự chương trình những kiến thức thật là hữu ích để có thể phát triển hơn trong con đường sự nghiệp của mình. Và câu hỏi đầu tiên, rất mong nhận được những chia sẻ từ anh quý. À, thưa anh, trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay thì chắc hẳn là việc đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế là một phần không thể thiếu. Vậy thì theo anh, với chủ đề buổi tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề là ngành hàng trong xu hướng hội nhập, vậy thì đối với Hội Khoa học Kỹ thuật Hàng Việt Nam thì đã có sự chuyển mình như thế nào để thích nghi được trong quá trình hội nhập mang tầm quốc tế ạ? Vâng, đầu tiên thì tôi cũng rất hân hạnh được tham gia cái buổi tọa đàm hôm nay. Liên quan đến câu hỏi của bạn thì tôi cũng có một vài giới thiệu về Hội Khoa học Kỹ thuật Hàng Việt Nam. Hội Khoa học Kỹ thuật Hàng Việt Nam được thành lập năm 1998 thuộc Tổng hội Cơ khí Việt Nam. Và liên quan đến cái việc hội nhập quốc tế thì đáng kể nhất đối với Hội Hàn Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam là các cái công việc liên quan đến Liên đoàn Hàn Châu Á. Thì tôi nói là đáng kể nhất vì còn có những cái hoạt động khác. Có thể nói là Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam thì hợp tác với Liên đoàn Hàn Châu Á từ khá lâu. Và đến năm 2016, sau một số năm là các cái với vai trò là quan sát viên, thì tại cái kỳ họp thường niên của Liên đoàn Hàn Châu Á tại Nhật Bản thì Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam chính thức trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn Hàn Châu Á. Và từ đó đến nay thì hội cũng tham gia vào các cái hoạt động của liên đoàn. Và hàng năm liên đoàn thường là tổ chức là 2 năm một lần, 1 đến 2 1 đến 2 lần trong mỗi năm thì hội cử các đại diện để tham gia các kỳ họp thường niên của liên đoàn và tham gia các công việc của liên đoàn tham gia một số nước như là Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines. Và đáng kể nhất là vào vào tháng 4 năm 2017, hội cùng với cả liên đoàn đã tổ chức thành công cái kỳ họp thường niên của liên đoàn tại Hà Nội. Và đây là cái kỳ họp đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Và cái việc tổ chức cái kỳ họp thường niên này thu hút được tất cả các đại diện các nước thành viên của Liên đoàn Châu Á đến Hà Nội và có những cái giao lưu và tiến hành các công việc của liên đoàn. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Thu Quý vừa rồi. Và quý vị thân mến, với những quý vị nào mà chúng ta đang tham dự trực tiếp thì quý vị có câu hỏi nào thì xin mời quý vị giơ tay lên để chúng tôi có thể gửi micro đến cho quý vị và những câu hỏi sẽ được giải đáp trực tiếp ngay tại sân khấu này. Và với những quý vị nào mà chúng ta đang tham dự trực tuyến thì có thể gửi cho chúng tôi những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị qua mục Q&A trên màn hình. Và những câu hỏi, những thắc mắc đó sẽ được chúng tôi tổng hợp lại và phản hồi sau khi chương trình kết thúc. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời quý vị thân mến, để tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày của ông Lê Huy Cẩm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Citywell về đào tạo thợ hàng và thanh tra hàng tại Citywell theo chương trình đào tạo và sát hạch của Hiệp hội Hàng Mỹ AWS. Và ngay bây giờ thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi trên màn hình. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Citywell thành lập tháng 9 năm 2009. Cổ đông gồm các thầy giáo của các trường đại học, chủ yếu là bộ môn hàn của đại học Bách Khoa Hà Nội và một số trường đại học khác. Các kỹ sư đã tham gia các công trình trọng điểm ở Việt Nam và các liên doanh về hàng. Mục tiêu CTN là đào tạo một đội ngũ nhân lực ngành hàng chất lượng đáp ứng được nhu cầu của thị trường, vì các doanh nghiệp mà sử dụng hàng cho các cái sản phẩm của mình thì rất thiếu cái đội ngũ như vậy. Trong quá trình thành lập thì CTN nhắm tới là đại diện của Hiệp hội Hàng Hoa Kỳ và cái việc này đã đạt được vào năm 2011. Năm 2014, CPL đã đạt được thỏa thuận với Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ, làm đại diện cho Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ về triển khai các chương trình đào tạo của Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ ở Việt Nam. Nói qua về Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ là một tổ chức phi chính phủ và thành lập
năm 1919, tính đến nay đã hơn 100 năm. Và Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ đã đóng góp rất lớn trong việc phát triển ngành hàn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Mỹ, cho các ngành kỹ thuật, bởi vì bất kỳ một ngành kỹ thuật nào cũng đều dùng đến hàn, từ trên mặt đất, dưới biển hoặc là trên trời, hàng không, vũ trụ, tàu ngầm, tàu nổi và các kết cấu trên mặt đất. Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ cũng là một tổ chức mà đưa ra các cái tiêu chuẩn về hàn cũng như là các quy phạm về hàn cho hầu hết các lĩnh vực, và các tiêu chuẩn đó được chấp nhận là tiêu chuẩn quốc gia của Hoa Kỳ, và sau này thì rất nhiều các nước khác cũng sử dụng, ví dụ như Canada, Nhật, Hàn Quốc và các nước khác, thậm chí là bộ tiêu chuẩn về hàn của Canada thì lấy quy phạm của AWS làm tiêu chuẩn của mình luôn. Ở Việt Nam thì rất thịnh hành là bộ tiêu chuẩn D1.1 cho các cái kết cấu nhà và các cái kết cấu thép khác. Còn các cái tiêu chuẩn khác thì có thể là chưa quen mấy, nhưng mà ví dụ như cho hàn nhôm, cho hàn inox, cho đường xá, cho tàu bè, cho hàng không vũ trụ. Hy vọng là với sự phát triển của CTL thì các cái tiêu chuẩn này dần quen dần với các nhà sản xuất Việt Nam, và với các cái tiêu chuẩn này thì các nhà sản xuất Việt Nam sẽ tham gia cái chuỗi cung ứng mà quốc tế và đáp ứng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ là một trong những tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Chương trình đào tạo của AWS thì nó rất nhiều, gồm bắt đầu từ thợ hàn cho đến đại diện bán hàng hàn, giám sát hàn, giáo viên hàn, nhân lực sử dụng robot hàn, rồi thanh tra hàn, kỹ sư hàn. Những cái chương trình này CDM cố gắng để triển khai, nhưng cho đến thời điểm này thì CDM thành công là đào tạo thợ, chương trình đào tạo thợ hàn và đào tạo thanh tra hàn. Gần đây thì bắt đầu triển khai chương trình đào tạo giám sát hàn và giáo viên hàn. Tại sao lại phải triển khai theo chương trình của AWS, trong khi là ở Việt Nam thì có nhiều trường đại học đào tạo ngành hàn, có nhiều trường cao đẳng đào tạo ngành hàn, có nhiều trường trung cấp đào tạo ngành hàn, có nhiều trung tâm đào tạo hàn. Nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ để đáp ứng thị trường Việt Nam. Thì với cái sự ra đời vào năm 2009 chưa phải là lâu, chưa phải là mới, nhưng CVN đã gặt hái thành công của mình ở công trình lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nếu như không có sự tham gia của CTL thì cái việc sát hạch thợ hàn, đảm nhận cái công việc thợ hàn đã được giao cho một công ty nước ngoài, ví dụ như là lọc dầu Dung Quất, thì cái việc đó được Eurovitas thực hiện. Nhưng công trình lọc hóa dầu Nghi Sơn thì CTL cùng với các nhà thầu làm cái việc đó và chất lượng không thua kém gì nước ngoài. Lấy đơn giản là với một thanh tra hàn mà CVN cung cấp cho lọc hóa dầu Nghi Sơn là $4,000 thì tương đương mình sẽ phải bỏ ra ngoại tệ để thuê chuyên gia nước ngoài tương đương với $6,000-$8,000 một người, và chưa kể là các cái chi phí khác kéo theo là công trình sẽ đắt lên rất là nhiều. Với các chương trình đào tạo ở trong nước thì chưa có cái hạng mục đào tạo thanh tra hàn.
Hiện tại ở các nước thì từ thợ người ta đào tạo lên dần lên đến thanh tra hàng, như ở Việt Nam đội ngũ thanh tra hàng phần lớn là các kỹ sư đã tốt nghiệp ngành hàn hoặc là ngành kỹ thuật hoặc là gần với ngành hàn, sau khi đi làm có kinh nghiệm rồi bắt đầu lại quay lại để học thanh tra hàng. Thì đấy cũng là một trong những cái bất cập mà CVN đang cố gắng phấn đấu là đào tạo từ thợ hàng lên giám sát hàng, giáo viên hàng và đến thanh tra hàng. Một trong những trở ngại đấy là tiếng Anh. CVN đang triển khai là các tài liệu là dùng tài liệu bản gốc, bản quyền của AWS và tiếng Việt chỉ là để tham khảo, để trong giai đoạn đầu khó khăn đối với các học viên thôi. Nhưng luôn luôn khuyến khích là không sợ tiếng Anh và phải dùng tiếng Anh thì không bị tại sao thất bại. Bởi vì có rất nhiều trường hợp là kỹ sư kỹ thuật dùng bản dịch và cái nghĩa chính đã bị sai đi trong quá trình dịch. Với cái việc mà có chứng chỉ thợ hàng, với cái việc mà có chứng chỉ thanh tra hàng, hoặc là sau này mọi người tham gia chương trình giám sát, chương trình giáo viên hàng, thì cơ hội cho mọi người sẽ rất lớn, nhất là dùng được tiếng Anh, dùng được tài liệu tiếng Anh thì mọi người có thể đi ra ngoài nước ngoài làm việc một cách dễ dàng và không gặp trở ngại gì nữa. Một ví dụ nữa, khi mà CVN tham gia vào cái việc đào tạo thanh tra hàng, trước đây khi mà CVN chưa có cái chương trình này thì mỗi một người tham gia chương trình đó vừa học vừa thi chi phí hơn 100 triệu và rất là khó bố trí. Thì từ khi CVN tham gia thì cái chi phí đấy rút xuống khoảng dưới 50 triệu. Thì cứ mỗi một thanh tra là tiết kiệm cho nhà nước, cho nhân dân Việt Nam khoảng 50 triệu. Và cho đến bây giờ thì cái số thanh tra hàng được đào tạo, được thi cấp chứng chỉ ở Việt Nam không phải đi đâu cả, đã lên đến hơn 100 người. Thì cứ nhân con số hơn 100 người với 50 triệu thì cái đóng góp của CVN cũng không phải là nhỏ. Và hơn nữa, từ khi CVN tham gia thì các cái tiêu chuẩn nước ngoài, các cái việc sử dụng quy phạm nước ngoài đối với lại các nhà sản xuất Việt Nam không còn xa lạ gì nữa. Đấy cũng là một trong những cái mà CVN rất tự hào, là công ty tuy nhỏ, tuổi đời chưa nhiều nhưng cũng đã làm được những cái việc mà tự mình thấy rất là phấn khích. Đó cũng là động cơ CVN bước những bước tiếp theo. Mục tiêu của CVN không chỉ là đào tạo nhân lực ngành hàng mà theo hướng chuẩn hóa quốc tế, mà còn là cầu nối giữa các nhà nghiên cứu, các những người yêu hàng với các doanh nghiệp sản xuất hàng, và lấy những cái mà đang vướng của các nhà sản xuất làm đề tài cho mình, để sau này tất cả những cái việc khó khăn ở ngoài sản xuất sẽ được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, được tính toán ở trên phòng nghiên cứu và đưa ra một cách nhanh nhất các giải pháp làm cho các nhà sản xuất Việt Nam mà dùng đến hàng có một cái sản phẩm cạnh tranh nhất về cả chất lượng lẫn giá cả. Ngoài những mục tiêu trên thì CVN còn nhắm đến mục tiêu là cùng với các công ty xuất khẩu nhân lực đưa một đội ngũ nhân lực hàng đảm bảo chất lượng quốc tế ra nước ngoài, và trong quá trình người ta đi làm ở nước ngoài cũng là một cái môi trường để người ta thử nghiệm những kiến thức
học được những định hướng được CPN gọi là đặt nền móng. Và nếu mà đội ngũ nhân lực Hàn theo định hướng của CTN thì cũng nhắm đến mục tiêu là xuất khẩu nhân lực ngành Hàn tỷ đô cho đất nước, và với một cái chi phí nếu mà so với các ngành khác thì là hợp lý nhất, và không phải bán tài nguyên, không phải ô nhiễm môi trường, và những cái đồng ngoại tệ kiếm được có thể sẽ góp phần làm thay đổi rất nhiều mặt của đất nước Việt Nam, và song song với đó là có một đội ngũ nhân lực ngành hàng có thứ hạng ở khu vực và trên thế giới. Đó là những gì mà CVN đã làm, đang làm và sẽ làm. Cảm ơn. Và chia sẻ của ông Lê Huy Cẩm vừa rồi. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với chủ tọa của chúng ta, ông Lê Thu Quý. Anh Quý thân mến, thì nãy giờ chúng ta đã nghe chia sẻ của anh Lê Huy Cẩm về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong ngành hàng. Tuy nhiên, thì ngoài vấn đề nguồn nhân lực, thì các công ty sản xuất hiện tại cần phải chú ý thêm điều gì nữa ạ? Vâng, như các quý vị đã được nghe cái bài trình bày của Phó Giáo sư Bùi Văn Hạnh, thì Phó Giáo sư cũng chỉ ra có ba cái vấn đề chính, tức là ngoài vấn đề về nhân lực thì còn vấn đề là hạ tầng, và cái vấn đề rất không phải phần quan trọng đó là các cái công nghệ liên quan đến ngành Hàn. Thì có thể nói là công nghệ Hàn là một cái công nghệ rất là đặc biệt và rất là rộng, có nhiều các cái phân loại khác nhau, nhưng mà đâu đó có khoảng độ trên dưới 200 cái các cái phương pháp Hàn khác nhau. Và khi ở Việt Nam, khi mà cái việc phát triển các cái sản xuất cũng như là cái việc toàn cầu hóa, thì các cái phương pháp công nghệ Hàn này dần dần cũng đã và đang sẽ còn được đưa vào Việt Nam rất là nhiều, vì cái việc cập nhật các cái công nghệ mới mà liên quan đến ngành Hàn làm cái yêu cầu rất là bắt buộc. Thế và cũng không thể tránh khỏi, tức là những cái vấn đề mà rất là thời sự hiện nay liên quan đến công nghiệp 4.0 chẳng hạn, vấn đề về bồi đắp kim loại, tức là gọi là in 3D, hay là những vấn đề về học máy, về trí tuệ nhân tạo, hay là vấn đề về dữ liệu lớn, thì ngành Hàn trước sau là cũng đã cập nhật, nhưng mà trước sau sẽ cùng phải quan tâm đến để mà đưa vào áp dụng và phát triển ở Việt Nam. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Thu Quý. Và quý vị thân mến, qua hai phần trình bày vừa rồi, thì nếu như quý vị ở phía bên dưới chúng ta có những câu hỏi hoặc những thắc mắc, thì có thể vui lòng giơ tay lên để ban tổ chức của chúng tôi chuyển micro đến cho quý vị. Và những câu hỏi của quý vị sẽ được giải đáp ngay tại sân khấu này. Và những quý vị nào chúng ta đang tham dự buổi tọa đàm trực tuyến, thì quý vị có thể trả gửi cho chúng tôi những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị qua mục Q&A trên màn hình. Và những câu hỏi đó sẽ được chúng tôi tổng hợp lại và phản hồi ngay sau chương trình kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng vô cùng vui mừng khi được chào đón vị khách mời ông Shoji Nomura, chuyên gia ban chứng nhận năng lực Hội Kỹ thuật Hàn Nhật. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì cũng xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày của ông Shoji Nomura với chủ đề giới thiệu về Liên đoàn Hàn Châu Á, về hệ thống chứng nhận thợ Hàn của Liên đoàn, do ông Shoji Nomura, chuyên gia ban chứng nhận năng lực Hội Kỹ thuật Hàn Nhật Bản trình bày. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this seminar. I'm great pleasure to present my presentation in this seminar. My name is Shoichi Nomura. I am expert of Japan Welding Engineering Societies. Now I'm in charge of overseas activities. Today, I would like to explain AWF Overview and AWF Common Welder Certification Scheme. This slide shows the content of my presentation. First, establishment AWF Asian Welding Federation. Second, AWF CWS organization structures. Third, knowledge requirement of auditor and examiners. Fourth, requirement of in conduct of CWCSWQT welder qualification test. 5. Current situation of AWF CWCS. AWF have been founded
on July 2004 in Osaka. The objectives of AWF is to establish unified and harmonized certification scheme for welding personnel and to promote exchange of technical information and transfer of welding knowledge. Current member countries is 12 countries: China, Indonesia, Japan, Singapore, Vietnam, Myanmar, and Mongolia. This photo shows the 32nd AWF meeting held on last October in Seoul. We hold AWF meeting two times per year. Current activity of AWF, one is AWF Common Welder Certification Scheme. The object of this activity is to establish the unified and harmonized welder certification scheme in AGS and to utilize the certified welders in AWF countries. Standardizations. The object of this activity is to share information concerning the welding standard of AWF countries and reflect our opinion to IAW, ISO. Third, to seek greater cooperation with IAW and AWF and others. I'd like to explain the CWCS organization structure and how to establish ACB, ATC, and ATBs. This slide shows the CWCS organization structures. AWF has in place governing council and several committees such as documentation and audit committees. AWF shall dispatch AWF auditor to audit ACBs. ACB is authorized certification bodies. ACB has in place governing board, certification committee, governing board, supervise ACB activities and audit ATC and ATBs. Certification committees shall confirm the WQT record and recommend to issue of certificate. ACB shall dispatch ACB auditor to audit ATC and ATBs. ATC is authorized testing centers. ATC have in place governing board, chief executive, examiner teams. Examiner team shall conduct WQT. ATB is authorized training bodies. ATB have in place the governing board, chief executive, and teacher and instructors. Teacher and instructor shall conduct trainings. Next, I explain how to set up the ACBs. The task and responsibility of ACB to approve ATC and ATB and issue welder certificate. Requirement for organization structure of ACB, ACB governing board. This governing board shall be comprised of at least 5 representatives from industry, government, department, and so on. Certification committee shall be comprised of at least 3 ACB auditors, others or management staff. ACB audit process. ACB at first shall submit the application form, quality manuals, with other document for document assessment to AWF. After acceptance of document assessment, ACB can get the preliminary AWF authorization of ACB. Then ACB can conduct ATC-ATB audit. After closing all non-conformance, ACB can receive the initial on-site audit of applicable ACB conducted by the AWF auditors. This slide shows the ACB audit process, ACB application, assignment of AWF auditors, and AWF auditor conduct documentation assessment and initial audit. If so, ACB get approval, in that case, also they can get the authorization. Then ACB can conduct the ATC
and ATB audit. 2 years later, ACB shall be subject for surveillance audit, and 4 years later, subject for renewal audit. During these audit, there are some non-conformance. In that case, ACB shall submit corrective action to ADAF auditor for approval. Next, how to set up the ATC? The task and responsibility of ATC is to conduct WQT. The requirement for organization structure of ATC, governing board, management staff, and examiner teams. Examiner team shall be comprised of at least 3 examiners. ATC audit process same to ACB's. At first, ATC submit application form and quality manual and other document. After acceptance document assessment, ATC can get primary authorization of ATC. They, ATC, can conduct WQT. After closing all non-conformance, they can receive initial on-site audit of applicant ATC conducted by ACB auditors. This slide shows the ATC approval process, ATC application, assignment of ACB auditors, and ACB auditor conduct document assessment of initial audit. When so ATC get approval, ATC also can get the authorization, and then ATC can conduct the WQT. 2 years later, ATC shall be subject for surveillance. 4 years later, subject for renewal audit. In case of ATC, ATC shall be subject for spot checks 1 or 3 times per year. This is a special requirement for ATC. Next, explain how to set up the ATBs. The task and responsibility of ATB is to conduct the training for applicant test welders. Requirement for organization, governing board, management staff, and teaching staffs. ATB audit process same to ACB and ATB, ATC. At first, ATC submit application form quality manual, including training program. After acceptance of document assessment, ATB can get preliminary ADAF authorization of ATB. Then ATB can conduct training course and competency assessment test. After closing all non-conformance, ATB can receive the initial on-site audit of applicant ATB conducted by ACB auditors. This slide shows the ATB audit process, ATB application form, assignment of ACB auditors, ACB auditor conducts document assessment, and initial on-site audit. This process is the preparation of the final audit, nominal audit report. This process also applies to the ACB and ATC audit process. After getting the approvals, also ATB can get authorization from AWF, and 2 years later, ATB shall be subject for surveillance. 4 years later, subject for a renewal audit. Next, I explain the knowledge requirement for auditor and examiners. At first, knowledge requirement for auditors, CWC's documents A001, 002, and operational procedures OP01, OP24, and ISO 17025, 9606, 5817s and 17024s. In case of examiners, also CWC's document A001, 002, OP07, 09, 12, and ISO 9606, 5817s. CWC's examination of committee assessment for auditor and examiners. In case of ACB AW auditors,
63 multi-choice questions with open book. Time is 3.25 hours. Passing mark achieved more than 60%. AWS more than 70% and 70 more than 75% for section ABD. Candidate pass this examination. After that, candidate subject for the trainings. If candidate pass the training, they can get the authorization of auditors. Revalidation certification every 4 years. In case of examiners, 40 multi-choice questions, open book, time is 2 hours, passing mark more than 70%. Also, examiners pass the examination. After that, they shall be subject for trainings. They pass the training, they can get authorization of examiners. This slide shows the number of the auditor and examiners pass the examinations. AW auditors authorize AW auditor 2 persons. Trainee AW auditors is 4 persons. The meaning of trainee is they are not received the trainings. If so, they attend the training, pass the training. In that case, they become the authorized AW auditors. In case ACB auditors, trainee ACB auditor 44 persons. Boarders ACB auditors 8 persons. Boarder meaning their score was 3% less than passing mark. And examiner is trainee examiner 12, boarder is 1. In case of boarders, AW auditors, if they receive the interview and they pass the interviews, they can become the trainee ACB auditors. Next, I explain the requirement in conduct of CWCS WQT. WQT is a core CWCS activities. CWCS document A002 specifies several requirements for examiners. One is the provision of test materials by test welders. One set test piece shall be distributed to the all test welders. Second, verification before starting. Verification displays the approval, verified and displays the approved WPS, and make a briefing display of written instruction to test welders to check the alignment, weld position, test pieces, and data entry into the WQT record. And third, examiner shall control the testing time based on the approved WPS. And verification during test, examiner confirms at least one stop and one restart identified in root run and capping runs. Grinding is permitted to remove the minor imperfection, but test welder shall get the permission of examiners. Number 5, responsibility of the WQT examiners at the end of the WQTs. Examiner shall conduct the visual evaluations and make report about the visual inspection, radiography or mechanical test result. After that, examiner signs final WQT record. Finally, explain the current situation of AWF-CWCS. Indonesia Welding Society has already obtained the preliminary authorization on last October. This year, Indonesia Welding Society will conduct the audit of ATC and ATBs. Heping Welding Society and the Institute of Materials Malaysia, IMM, are been revising their quality manual and OPs in accordance with comment of AWF auditors. Last October, Malaysian
wielding and joining society express to become ACBs. Maybe MWGS is preparing their own quality manual now. Oh, that's all. Thank you very much for your attention. Và xin được cảm ơn phần chia sẻ của ông Soji Nomura. Quý vị thân mến, như vậy là quý vị đã cùng theo dõi những phần trình bày của những vị khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Và một lần nữa thì cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các vị khách mời đã mang đến những phần trình bày với những nguồn thông tin vô cùng phong phú và hữu ích. Và ngay bây giờ thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của chủ tọa Lê Thu Quý. Và ngay sau đây thì cũng xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần hỏi đáp của chương trình. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ thì những quý vị nào chúng ta đang tham dự trực tiếp buổi tọa đàm ngày hôm nay, nếu như quý vị có câu hỏi thì chỉ cần giơ tay lên và bộ phận hỗ trợ của chúng tôi sẽ chuyển micro xuống đến cho quý vị. Những câu hỏi sẽ được giải đáp ngay trên sân khấu này. Và những quý vị nào cũng đang tham dự trực tuyến buổi tọa đàm ngày hôm nay thì có thể gửi những thắc mắc, những câu hỏi cho chúng tôi qua mục Q&A trên màn hình. Và quý vị cũng có thể gửi đến câu hỏi của mình đến những vị khách mời ngày hôm nay để có được những phản hồi mà quý vị đang cần. Và ngay bây giờ thì không biết là quý vị nào sẽ là quý vị đầu tiên gửi câu hỏi đến cho chúng tôi ạ? À? Em thấy là anh đang có câu hỏi đúng không ạ? Xin mời micro dành cho anh. Dạ, xin chào anh. Thì không biết là anh có thể giới thiệu tên cũng như là anh đến từ công ty nào ạ? Dạ, anh ở đây ạ. À, xin chào, mình tên là Lê Quốc Khánh, đến từ công ty vật liệu Hàn Nahavivao. Thì rất là vui và tiếp cận được rất là nhiều những thông tin mới về công nghệ Hàn. Thì tôi cũng xin giới thiệu, thì chúng tôi là cái nhà sản xuất vật liệu Hàn, que Hàn, dây Hàn và thuốc Hàn. Thì nhân cái dịp này thì tôi cũng xin chia sẻ là đây là những công nghệ rất là mới. Đấy, tuy nhiên thì với cái tình hình Việt Nam đang phát triển hiện nay thì rất là mong có những cái chuyên đề thêm về cái vật liệu Hàn ở trong những cái buổi tọa đàm này, để cho nó phong phú thêm cái nội dung mà các cái doanh nghiệp đang sản xuất Hàn ở Việt Nam đang rất là cần thiết. Đây là những công nghệ rất là mới, siêu mới, nhưng mà chúng ta cũng nên thêm vào các cái chương trình các cái vật liệu truyền thống và giúp cho nâng cao cái năng suất hàn của các cái vật liệu truyền thống đấy, như là dây hàn đấy, dây hàn mic rồi tích đấy, rồi các cái công nghệ hàn mà đang áp dụng phổ thông hiện nay. Và cũng mong rằng là cái đào tạo đó sẽ giúp cho cái công nhân những ứng viên, các cái bạn trẻ thay đổi cái tư duy về cái ngành hàn, bởi vì chúng ta muốn tuyển được các cái bạn trẻ, bởi vì trong cái tư duy của các bạn đang nghĩ về cái ngành hàn là một cái ngành độc hại, và chúng ta phải làm sao mà chúng ta giải tỏa được cái tâm lý đó thì chúng ta mới tuyển được các cái bạn trẻ ở ngoài kia. Các cái vùng xa xôi vẫn rất là không biết được về cái công nghệ hàn và đang nghĩ trong cái đầu là cái ngành hàn là một ngành độc hại. Thì tôi rất mong muốn là chúng ta có những cái chia sẻ sâu hơn về những cái công nghệ hàn hiện nay mà các cái nhà máy đang áp dụng, các nước đang áp dụng, để cho các bạn trẻ hiểu rằng là cái ngành hàn hiện nay nó đã tiến bộ, nó đã rất là hiện đại. Cái công nghệ hàn nó đã làm giảm thiểu cái sự độc hại, rất là giảm thiểu so với trước đây. Đấy, trước đây là người ta chỉ có hàn que thôi, nên thì cái lượng mà khí nó bay lên, nó tiếp xúc với con người ấy, là nó nhiều. Và cái công nghệ que thì nó sẽ, cái vật liệu nó không được tinh khiết như hiện nay. Hiện nay thì cái công nghệ mới, ví dụ như dây hàn loại thuốc, thì các cái vật liệu trong đó là đã được chọn lọc rất là tinh khiết và giảm thiểu tối đa cái khí độc đối với người thợ hàn, và đồng thời và những cái bảo hộ rất là kỹ. Đấy, thì cái người thợ hàn sẽ giảm thiểu được cái tiếp xúc với lại khí độc. Đấy, và toàn bộ cái quá trình mà hàn tự động thì đã được cái hệ thống hút cái khí thải ra lên
lên phía trên và đưa vào các cái đường ống để mà thoát đi. Thì có nghĩa là cái người thợ hàn, thậm chí là chúng ta vào các cái nhà máy mới hiện nay ở Việt Nam thôi, thì đã các cái cô gái mà đứng trên những cái dây chuyền hàn đấy, tự động rất là hoành tráng, không phải con trai nữa đấy, mà gần như là nó sạch như là một cái môi trường làm việc trong văn phòng này thôi, rất là vệ sinh, rất là sạch sẽ. Thì chúng ta phải có những cái buổi chia sẻ đó để chúng ta thu hút cái giới trẻ đấy, để cho các bạn ấy hiểu rằng là một cái ngành hàn á, trong tương lai là một ngành hàn sạch, an toàn cho sức khỏe, và đặc biệt là có cái thu nhập cao và cơ hội thăng tiến cho các bạn trẻ là rất lớn. Thì tôi muốn rằng là chúng ta lan tỏa qua cái buổi này, thì tôi mong rằng là Hiệp hội Hàn chúng ta thu hút được rất là nhiều các cái bạn trẻ ở ngoài kia đấy, đang muốn là trở thành ông nọ và kia, thì chúng ta hãy bắt tay vào, chúng ta theo những cái chương trình đào tạo Hàn, và chúng ta bắt đầu với cái việc là Hàn, rồi sau đó chúng ta tiến lên các cái nấc tiếp theo, để chúng ta mục đích chúng ta có thể lên là giám sát Hàn, hay là hay là thanh tra Hàn, hay là kỹ sư Hàn, để chúng ta có thu nhập hàng vài chục ngàn đô một tháng. Đấy, chúng ta muốn được cái đó thì chúng ta phải dấn thân vào. Đấy, chúng ta hãy trở thành những người thợ Hàn đi, và những người thợ Hàn giỏi, các bạn có cái đầu á, thì các bạn sẽ học tiếp lên để làm thanh tra Hàn, thành giám sát Hàn, và các bạn hoàn toàn trở thành kỹ sư Hàn. Mà các bạn đã trải qua thực tế thì các bạn là những người kỹ sư, hoặc là giám sát, hoặc là quản đốc nhà máy, hoặc là giám đốc nhà máy sản xuất, mà được rất là trọng dụng trong tương lai. Đấy, thì chúc cái hội của chúng ta, các hội Hàn, Hiệp hội Hàn của Liên đoàn Hàn Châu Á đấy, cũng như là tất cả các cái cộng tác viên đấy, sẽ thu hút được nhiều những cái ứng viên trẻ ở ngoài kia cho cái ngành Hàn của chúng ta phát triển. Và cũng rất mong rằng là cái việc thu hút đó tốt ấy, thì cái việc mà chúng ta cung ứng cho các cái nhà máy cái nguồn nhân công chất lượng cao, nhân lực Hàn cao, và cũng là cái nguồn mà chúng ta có thể xuất khẩu ra thế giới, để trong tương lai chúng ta lại có thể thu hút được những cái người mà có kinh nghiệm ở nước ngoài để đem công nghệ về Việt Nam. Thì chúc ngành Hàn của chúng ta phát triển và cùng góp phần vào ngành Hàn Liên đoàn Châu Á phát triển. Xin cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là những mong muốn mà anh đã gửi gắm cho ngành hàng. Thì không biết là anh Quý có muốn chia sẻ gì với những quan điểm của anh vừa chia sẻ không ạ? Vâng, rất là cảm ơn cái một vài cái lời phát biểu của anh Lê Quốc Khánh. Thì trong cái khuôn khổ cái cuộc tọa đàm thì ban tổ chức chúng tôi cùng với cả Literadex thì cũng không kỳ vọng đặt ra quá nhiều các nội dung, nhưng mà tuy nhiên các cái vấn đề mà anh Khánh nêu ra cũng là một cái ý rất là tốt cho khoa kỹ thuật Hàn Việt Nam cũng như là Literadex để tổ chức những cái buổi tọa đàm mà chuyên sâu lên với các cái vấn đề mà anh đặt ra. Tôi thấy là anh đã có những cái gợi ý mà rất là hay, thì kỳ vọng là Literadex sẽ có phối hợp sâu hơn nữa với Hội khoa kỹ thuật Việt Nam để có những cái buổi tọa đàm mà chuyên sâu về các lĩnh vực mà anh đã nêu ra. Nên xin cảm ơn anh Thánh một lần nữa. Dạ, và để tiếp nối chương trình thì cũng tiếp nối luôn phần câu hỏi của anh Khánh, thì ngay sau đây sẽ có một câu hỏi và mời anh Quý giải đáp. Ngành hàng được đánh giá là ngành mang tính rủi ro cao cho sức khỏe. Như vậy thì làm sao và làm như thế nào để có thể bảo vệ sức khỏe cho người lao động, giảm rủi ro cho công việc này? Anh có thể chia sẻ rõ hơn? Dạ vâng. Với cái câu hỏi này thì qua các trình bày của các diễn giả mà chúng ta vừa được chứng kiến, được nghe, thì cũng để thấy là gì? Cái việc tự động hóa trong ngành hàn bây giờ thì ngày càng cao. Việc áp dụng các cái thành tựu của công nghiệp 4.0 nó như là tiến sĩ Nguyễn Văn Anh đã chia sẻ, và không thể bỏ qua nữa là qua cái việc đào tạo một cách bài bản, các cái chứng nhận của các cái tổ chức có uy tín như là Viện Hàn Quốc tế, như là của Hội Hàn Mỹ, thì đưa đến những cái kiến thức, xây dựng những cái quy trình và đưa ra những cái việc là bắt buộc phải tuân theo, thì tất cả những cái đó kết hợp với cả ý thức của bản thân cái người mà thực hành nữa, thì nó sẽ hạn chế được, tôi nghĩ là đa phần những cái rủi ro mà liên quan đến ngành hàn. Xin được cảm ơn câu trả lời của anh Quý. Và một câu hỏi tiếp theo. Một vấn đề khó khăn khi hàn tấm hai vật liệu khác nhau như là nhôm 6061T5 và inox. Công nghệ hiện nay thường dùng, chúng tôi có thể liên hệ và tư vấn chi tiết ở đâu? Thì xin mời anh Quý cho đề xuất câu hỏi này sẽ gửi đến ai để trả lời ạ? Về vấn đề này thì tôi đề xuất trong diễn giả mời tiến sĩ Nguyễn Văn Anh có thể là có phải trao đổi.
Dạ, xin được mời tiến sĩ Nguyễn Văn Anh. Xin chào anh quý cũng như là toàn thể quý vị. Câu hỏi này thì là một câu hỏi rất là khó. Tôi có thể nói như vậy. Vì thực ra thì tôi cũng có một cái thời gian nghiên cứu về cái công nghệ hàn dismiller material, tức là công nghệ hàn khác vật liệu. Thì giữa nhôm và sắt thì cái tính chất về cơ lý tính của nó thì rất là khác nhau, nên là về cơ bản là khó hàn. Tuy nhiên về trong một số những cái sự phát triển gần đây thì cái công nghệ ưu điểm bậc nhất đó là công nghệ về hàn massage thì đã giải quyết được rất là lớn về cái vấn đề này. Một cái công nghệ nữa đó là công nghệ tôi không nhớ chính xác, nhưng mà công nghệ hàn của tập đoàn Freedut cũng đã đang giải quyết được vấn đề này. Thế thì nếu như mà bạn muốn quan tâm về cái này sâu hơn nữa thì sau với chương trình, theo tôi thì một vài cái câu nói thì chắc là không thể quyết định vấn đề, thì bạn có thể gửi email cho tôi để tôi sẽ trao đổi cụ thể, vì là lúc đó thì chi tiết cái vấn đề yêu cầu của bạn mong muốn là gì và tôi sẽ phân tích cho bạn chúng ta cần phải làm vấn đề quyết định vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Vân Anh. Một vài cái chia sẻ nữa, tức là liên quan đến hàn các vật liệu khác nhau, nhôm và inox, thì theo tôi được biết ở Việt Nam cũng có một số các nhóm nghiên cứu làm rất là mạnh về vấn đề này. Thí dụ như là nhóm của tiến sĩ Vũ Đình Toại ở Đại học Bách khoa Hà Nội, hay là nhóm của tiến sĩ Mạnh của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã có những cái nghiên cứu và đã đưa ra ứng dụng, và có những cái nghiên cứu thì dừng lại ở mức là đăng ký các sản phẩm sở hữu trí tuệ, và có những nghiên cứu thì bắt đầu đưa vào ứng dụng. Xin được cảm ơn câu bổ sung của anh Quý vừa rồi. Và bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi đã nhận được từ Dr. Vân Anh. Một câu hỏi dành cho Mr. Soichi Nomura. How Asian Welding Federation have been supported members? How to collect all countries to one standard? For example, the certificate from Asian Welding Federation can used in all countries. Và một lần nữa thì xin được mời ông Soichi Nomura sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi này ạ. More than 12 AWF member countries support AWF Asia Welding Federation. And also, just now, AWF already concluded MOU, memorandum of MOU with International Alliance of Skill Development for Belt and Road Countries and BRICS Countries, IASDBRs. AWF already concluded MOU with IASDBRs, Belt and Road Countries and BRICS Countries. And also, these construction companies of this Belt and Road Country and BRICS countries will adopt AWF-CWCS Common Welder Certification System, and they intend to apply the CWCS certified welders to their construction project. Maybe near future, we can apply a certified welder to the construction of these countries. And also, as mentioned before, Indonesia Welding Societies already adopt CWCS certification system as their country certification system. Of course, Indonesia already established their own national certification scheme in Indonesia, but they so intend to implement this CWCS of another national certification schemes. And maybe near future, they apply this certified welder to the 13th industrial field. I think near future we can apply a CWCS certified welder to the
this what you say a construction project by Belt and Road countries and BRICS countries, and also we can apply the these satellite welders to the certain industries in Indonesia or Malaysia. Malaysia, I think so. I hope so. Và quý vị thân mến, để có thêm những thông tin chia sẻ về câu hỏi này thì chúng tôi xin được mời tiến sĩ Nguyễn Văn Anh sẽ có thêm những câu trả lời về câu hỏi này. Xin được mời anh ạ. Xin kính chào quý vị một lần nữa. Theo tôi được biết thì Liên đoàn Hàn Châu Á cách đây 3 năm, khi đó 3 hoặc 4 năm tôi không nhớ, khi đó thì đại hội của Liên đoàn Hàn Châu Á được tổ chức tại Osaka. Và tôi với anh Hoa đó là tổng thư ký, hai anh em tham dự. Thế tôi cũng đặt một câu hỏi này cách đây từ năm đó, cách đây 3-4 năm cũng là câu hỏi này. Thế làm thế nào để mà tất cả các nước trong cái khối Đông Nam Á và cái khối châu Á tham gia vào Liên đoàn Hàn có thể được sử dụng một cái hệ thống chứng chỉ gì, chứng chỉ gọi là sát hạch gì đó. Mà ví dụ như tôi là người Việt Nam, mà tôi khi tôi đạt được cái chứng chỉ đó thì tôi được hành nghề trong toàn bộ châu Á này. Thế thì lúc đó chính ông Nora cũng trả lời là chúng tôi đang cố gắng. Và ngày hôm nay thì ông ấy cũng vẫn đang trả lời là chúng tôi đang cố gắng. Và ông ấy nói là trong tương lai thì chúng tôi mong muốn điều này. Thế tôi cũng hiểu được cái lý do là cái sự khó khăn này, bởi vì thực ra về vấn đề kinh tế và sự phát triển của các nước trong khu vực châu Á cũng giống nhau. Ví dụ Nhật Bản đạt được một cái mức độ về một cái trình độ về chẳng hạn một cái kỹ sư hàng quốc tế của họ thì tôi nghĩ là nó phải khác. Nhưng ở Việt Nam, ở đâu Indonesia, ở Lào, ở Đông Timor thì nó phải khác. Cho nên nếu anh lấy ở Việt Nam mà anh vào Nhật Bản thì rất là khó. Các cái tập đoàn doanh nghiệp của Nhật sẽ không đồng ý cái chuyện này cho đến bây giờ. Thế thì cái bài toán đặt ra lúc này là phải thúc đẩy được các nước như Việt Nam, Indonesia, Malaysia lên một tầm cao mới. Ít nhất phải tương xứng với được với Nhật Bản, sau đó chúng ta mới làm điều này. Ví dụ như vậy. Ông có ý là tương lai, theo tôi hiểu thì ông cũng sẽ, ông cũng đã trả lời lại câu hỏi là cái điều của tôi vài năm, là các ông cũng đang cố gắng thúc đẩy sao cho các nước nó đồng đều hơn, cái đó ông muốn áp dụng cái điều này trong cái toàn bộ khu vực châu Á sẽ đi đến hiệu quả hơn. Theo tôi là như vậy. Vâng, liên quan đến vấn đề anh tiến sĩ Văn Anh vừa trao đổi thì tôi cũng bổ sung thêm, tức là trong cái câu trả lời của ông Nomura cũng nói rõ là Liên đoàn Hàn Châu Á mà ở đây cái vai trò rất là quan trọng ở hội kỹ thuật Hàn Nhật Bản là muốn thúc đẩy có cái sự hài hòa, có cái sự công nhận và có cái sự về các cái công nhận các cái năng lực Hàn của các cái nhân lực trong ngành Hàn Châu Á. Thì ở đây nó phải là một quá trình, bởi vì sao, tức là các cái tiêu chuẩn Hàn, các quy trình Hàn tầm quốc tế của Viện Hàn quốc tế hay là của Liên đoàn Hàn Mỹ chẳng hạn, hay là kể cả Liên đoàn Nhật thì khá là cao và khá là nghiêm ngặt. Tuy nhiên trong cái bối cảnh của các nước thành viên của Liên đoàn Hàn Châu Á thì mình vẫn phải tuân thủ. Tuy nhiên khi áp dụng ở trong các nước thành viên trong liên đoàn ấy, thì áp dụng đến mức như thế nào và phổ biến đến như thế nào thì đấy là cái bài toán là luôn luôn đặt ra. Và những cái thành công mà như là trong cái bài của ông Nomura đã chỉ ra chẳng hạn, khá là thành công ở Indonesia và sắp tới đây là ở Malaysia và một số nước mà đang quan tâm, và Việt Nam cũng của hội hàng kho kỹ thuật Hàn Việt Nam cũng rất là quan tâm, là và cùng với Philippines là cũng mong muốn để cùng join vào cái việc chung đấy của Liên đoàn Châu Á và có những cái sự công nhận ở trong các nước thành viên. Dạ, cảm ơn phần bổ sung của chủ tọa Lê Thu Quý. Và một câu hỏi tiếp theo cũng xin được dành cho anh Quý. Công nghệ Hàn robot có thể thay thế hoàn toàn công nghệ truyền thống trong các lĩnh vực ứng dụng được hay không ạ? Xin được mời anh. Ồ, câu này thì rất là rộng. Hàn robot, robot thì rất là mạnh, làm được rất nhiều việc, năng suất rất cao, chất lượng đảm bảo. Tuy vậy thì nó vẫn là một cái máy, và nó làm được cái gì thì phụ thuộc vào cái điều khiển. Bây giờ thì cũng có những cái thành tựu một công nghệ rất là lớn là trí tuệ nhân tạo, cái suy nghĩ rất là nhanh, các bài toán rất là nhanh, nhưng mà có những thứ là cũng rất là khó để thay thế con người. Và tôi cũng có những cái dịp giao lưu và các bạn thì cũng rất nhiều người là biết rất rộng thì thấy là nói như vậy,
thì con người vẫn là có cái vai trò cực kỳ là quan trọng trong việc này. Nhưng mà với ngành hàn thì cái vai trò của robot là chắc chắn là sẽ phải phát triển. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của anh Thu Quý vừa rồi. Và quý vị thân mến, thời gian dành cho buổi tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay đã hết và chúng tôi xin được phép tạm thời khép lại buổi tọa đàm ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị và quý vị vui lòng gửi qua email cho chúng tôi để chúng tôi có thể phản hồi lại cho quý vị sớm nhất. Quý vị vui lòng gửi qua địa chỉ email metalisvietnam@readtradit.co.th. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay đã tham dự chương trình. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thu Quý, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Văn Hạnh, ông Lê Huy Cẩm, tiến sĩ Nguyễn Văn Anh. Thank you Mr. Soichi Nomura. Và cũng xin được cảm ơn sự tham dự của tất cả quý vị đang có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một buổi tham quan triển lãm thật là vui vẻ và thu hoạch được nhiều lợi ích. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Mình đã lên rồi.